Thưa quý vị, những ngày cận Tết này, nông dân trồng hoa kiển tại huyện Chợ Lách tất bật tập trung cho công đoạn cuối cùng để bán sản phẩm ra thị trường Tết. Tại xã Long Thới, các vườn trồng cúc mâm xôi đã được thương lái đến mua đạt trên 80% với giá cả hợp lý, bà con rất vui mừng và phấn khởi. Xã Long Thới, huyện Chợ Lách có trên 1 triệu sản phẩm hoa kiển các loại, trong đó cúc mâm xôi đạt số lượng lớn. Cúc mâm xôi hiện đang ra hoa và được nhiều thương lái đến tận vườn để thu mua. Theo ghi nhận, đến thời điểm này, sản lượng cúc mâm xôi của bà con nơi đây đã được tiêu thụ trên 80%. Số còn lại bà con tiếp tục chờ thương lái đến mua với giá cả hợp lý hơn và mang ra bán tại các chợ hoa xuân trong tỉnh. Hiện cúc mâm xôi có giá dao động từ 150.000 đến 180.000 đồng một cặp, tùy theo mức độ nở của hoa và tàn lớn hay nhỏ. Càng gần Tết, thương lái khắp nơi tìm về xã Long Thới tìm mua hoa cúc mâm xôi càng tăng. Người dân nơi đây rất vui mừng và phấn khởi vì sau nhiều tháng ròng rã vun trồng, chăm sóc đã tạo ra những sản phẩm đẹp, mong chờ đến ngày Tết bán được giá cao. Hôm nay sản xuất 1.400 chậu, là trong đó là chủ yếu là cúc mâm xôi để phục vụ Tết Nguyên Đán năm 2024. Tình hình năm nay thì cũng thuận cho cái bà con sản xuất cái hoa nở, đặc biệt là cúc mâm xôi á. Đến thời điểm này thì bà con nhân dân trên địa bàn xã Long Thới nhìn chung công tác bán hoa thì cũng thuận lợi. Đến thời điểm này tiêu thụ khoảng trên 80%. Thì bên cạnh đó còn một số vườn bà con cũng đang chuẩn bị bán. Nói chung thì thị trường cũng rộng rãi. Các lái các tỉnh phía đông Hà Nội cũng đến trên địa bàn xã để tiêu thụ sản phẩm của bà con. Nói chung thì tình hình hôm nay thì sản xuất sản phẩm nhiều nhưng chi phí đầu vào để tạo ra sản phẩm rất cao. Nói chung bán giá thì bình quân từ 150 đến 180, thì nhìn chung thì bà con cũng có lợi nhuận. Thì trong quá trình đó thì nhìn chung bà con thì cũng có phát khởi. Cúc mâm xôi là loại hoa trồng lâu ngày nhất trong số các loại hoa nở chuyên bán Tết tại huyện Chợ Lách. Khâu chăm sóc cũng khá chắc chả tỉ mỉ để hoa có thể nở đúng Tết. Do cúc mâm xôi nở hoa đẹp, thời gian nở hoa kéo dài khoảng 1 tháng nên được nhiều người chọn mua dân Tết. Đến huyện Chợ Lách, vào những ngày này chúng ta sẽ cảm nhận được không khí se se lạnh và muôn ngàn loài hoa đang khoe sắc, góp phần tô điểm cho không gian thêm rực rỡ hơn trong dịp Tết đến xuân về. Và tất nhiên, trong bức tranh hoa xuân tươi đẹp đó, không thể thiếu cúc mâm xôi, loài hoa mang ý nghĩa về hạnh phúc đủ đầy, trọn vẹn và sung túc.